Cô nào mà gấp được cái đó là được luôn á nha. Phần thưởng luôn đó. Nhà có một chiếc xe mà ba Hưng lấy đi quay từ 6 giờ sáng. Không biết xe đâu mà chở con đi học đây. Nhờ mẹ múc xe đi. Ờ nhờ, để mẹ múc xe. Nè, lên đây múc xe với mẹ. À, sẵn đây nhân giới thiệu cho mọi người. Cái này rất là tiện dụng nè. Đây. Rekka có tính năng này tiện lắm nè. Nhân cũng thường sử dụng, đó là đặt xe nhiều điểm. Hôm nay Nhân sẽ đưa Bona đi học rồi mình đi làm. Nhân sẽ nhập địa điểm trường Bona trước. Sau đó Nhân sẽ nhập địa chỉ nơi mà Nhân cần đến là xong. Chỉ một lần múc xe là được hai nơi. Tiện ơi là tiện luôn. À, còn phải nhập mã yêu con nữa để được giảm 30%. Wow, giảm nhiều nha. Xong. Đi học rồi. Xe đi đâu? Ở xe mình kia. Rồi, lớp nào? Lớp nào? Con chào chú. Chào chú. Chào con. Rồi con có chào ông bảo vệ không? Có. Đúng không? Mình phải chào hết tất cả mọi người lớn chứ đúng không? Rồi xong rồi mình ăn sáng thì sao? Ăn luôn. Mà công nhận là đi Rekka, Nhân có nhiều thời gian để dặn dò cũng như là trò chuyện nhiều hơn với Bona trên đường đi đến trường. Mẹ ơi, mẹ trông lạnh quá à. Vậy hả? Chú giả mới lạnh cho con luôn rồi kìa. Con đói mà. Đến trường Bona rồi nè cả nhà ơi. Cảm ơn con. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Không quá nữa. Sao? Chào cô chú đi học nè. Chào cô chú, con đi học. Bona đến trường rồi, giờ Nhân cũng đến chỗ làm thôi. À, mà mọi người nhớ thử dịch vụ đặt xe nhiều điểm của Rekka để đưa con đi học nha. Vừa tiết kiệm thời gian mà còn có nhiều mã nữa đó. Bye bye cả nhà.